trồng tháp lận. Dạ. Rồi cái lỗ mũi chú sao ngộ chú? Tại vì nó vậy thôi chứ không có gì. Dạ. Rồi ở Đồng Tháp hả? Dạ. Cô chú tên gì chú, cho con xin phép mà hỏi chú chú. Tên Nguyên. Tên Nguyên. Dạ. À, chú bao nhiêu tuổi chú? Hôm nay mới 71 tuổi rồi. 71 tuổi, dạ. Cảm ơn nghe chú. Dạ. Rồi con xin chúc chú năm mới được dồi dào sức khỏe nghe chú. Rồi thanh tâm thường an lạc luôn chú. Dạ. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Mà coi người ta kêu ông đầu năm không hà, cháu dạ. Có kêu ông hai. Dạ. Dạ. Cái đồ mũi không nên dạ dạ. Năm nay. Năm chú nè cả nhà cũng ông lòng mũi ông ngộ thấy, cả nhà. Tại người ta thấy cái đồ dạ. Mũi mình người ta kêu năm năm. Dạ. Chứ đâu phải là mình là người, mình là đâu có biết gì. Mình là người hả chú? Mình là người mới. Tại người ta thấy, tại người ta thấy, cái lỗ mũi của chú, người ta kêu ông Năm. Dạ. Cái gì nha, nói ông phải là trả lời. Ông thành người chứ không còn thành cái kia nữa. Dạ. Chú nhìn chú ngộ luôn cả nhà. Mến chúc cả nhà một năm mới an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài luôn cả nhà. Video mình đến kết thúc luôn cả nhà. Đây là chùa Thái Sơn luôn cả nhà. Khách năm nay cũng đông luôn cả nhà. Đây ngày 14 tháng Giêng luôn cả nhà. Đây lời nói đầu tiên từ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lời nói đầu tiên từ hổ miền Tây xin chúc cả nhà hưởng một mùa xuân tràn đầy hạnh phúc nghe cả nhà. Mình chia sẻ cho cả nhà, mình tới trên đỉnh nữa. Mình lên tới gần tới điện Bồ Hồng luôn cả nhà. Gần tới điện Bồ Hồng luôn cả nhà. Mình chia sẻ cho cả nhà xem luôn cả nhà. Mình lên tới điện Bồ Hồng luôn cả nhà. Đây mình quay cho cả nhà, chia sẻ cho cả nhà xem cả nhà. Gần tới điện Bồ Hồng luôn cả nhà. Chia sẻ cho cả nhà luôn cả nhà. Chia sẻ cho cả nhà xem cả nhà. Chào bà cụ nha. Nam Mô A Di Đà Phật, không có tiền lẻ bà cụ ơi. Mình đang đi lên trên điện Bồ Hồng luôn cả nhà. Mình chia sẻ cho cả nhà xem ha. Theo bước chân của Tư Hổ miền Tây không cả nhà. Thì mình lên tới điện Bồ Hồng rồi cả nhà. Đây cả nhà. Thì đang tới điện Bồ Hồng luôn cả nhà. Đây. Chia sẻ cho bà con luôn, bà con. Nam mô A Di Đà Phật. Ủa, con đi chơi nè. Chia sẻ cho bà con nha. Đồ ăn chay nè. Đây mình cần lên tới điện Bồ Hồng rồi cả nhà. Đây bánh bao luôn cả nhà ơi. Chào bà hai. Chiều nay con lên con mua bánh bao mà bà hai. Rồi. Dạ. Bỏ cọc. Dạ dạ. Để chơi nè. Dạ dạ. Bánh ngay rồi nè, con chưa dám nào có. Dạ dạ. Mày nghỉ đi. Dạ. Có đặt cơm không? Chưa. Bà hai bán nước nè. Dạ. Cả nhà. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi bà hai?
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Cuối Tây á. Dạ. Tám mấy rồi, ở trên đỉnh núi Cấm này cũng im rồi. Dạ. Dạ. Tới rồi, gần tới điện Chư Thần, gần tới điện Bù Hông rồi cả nhà. Dạ. Trên Củ Quyền luôn cả nhà. Mình đi đây cả nhà. Đó. Đồ ăn bán nè, trên điện Bù Hông luôn cả nhà. Đây mình đang chia sẻ cho cả nhà ha, cả nhà. Đây. Đây mình tới điện Bù Hông luôn cả nhà. Đây là tiên hộ miền Tây nha cả nhà, chia sẻ cho cả nhà xem nha. Mình gần tới lên tới điện Bù Hông luôn cả nhà. Đường mình lên điện Bù Hông nè cả nhà. Khách ngày nay ngày 14 tháng Giêng năm 2024 luôn cả nhà. Ô, dạ, chào chị. Em đi vàng bạc châu báu luôn cả nhà ơi. Đây cả nhà, mình đang tới điện, gần tới điện Bù Hông luôn cả nhà. Mình quay cho cả nhà cùng xem nha cả nhà. Đây là cái điện Bù Hông cả nhà. Nơi linh thiêng quỳ lễ luôn cả nhà. Mình chia sẻ cho cả nhà xem nha cả nhà. Đây là trên